vợ chồng trẻ cưới nhau 2 năm rồi mà vẫn chưa có con. Tìm đến Hạ Thanh Thanh để khám. Kết quả là người vợ vẫn còn là con gái. Thanh Thanh à, đây là con gái và con rể của đồng nghiệp tôi. Làm phiền em khám giúp họ nhé. Để tôi bắt mạch cho người chồng trước nhé. Hạ Thanh Thanh thấy con rể đang rất áp lực, nên đề nghị bắt mạch cho anh ta trước. Cảm ơn bác sĩ Hạ. Đừng căng thẳng, hãy thả lỏng. Cho dù có vấn đề thật, thì rất nhiều bệnh đều có thể chữa khỏi. Hạ Thanh Thanh dịu dàng an ủi anh ta, nhìn là biết, cặp vợ chồng trẻ này đều là người thật thà. Bắt mạch rất cẩn thận. Mất hẳn 5, 6 phút. Sức khỏe rất tốt. Thận khí rất đầy đủ. Không vấn đề gì, con rể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đến lượt hai mẹ con lo lắng. Đặc biệt là cô con gái. Mắt đỏ hoe. Sắp khóc rồi. Đừng lo, để tôi xem tình hình thế nào. Có lẽ chỉ là bệnh nhỏ. Uống thuốc là khỏi. Không sao đâu, về nói với bố mẹ anh. Là vấn đề của anh. Sau này chúng ta sẽ đi nhận con nuôi. Hạ Thanh Thanh cẩn thận bắt mạch cho cô gái. Lông mày nhíu lại càng lúc càng chặt, khiến cả nhà lo lắng. Đặc biệt là cô gái, nước mắt rơi như mưa. Bác sĩ Hạ, cô cứ nói thẳng đi. Bất kể là bệnh gì, chúng tôi đều chịu được. Hai người thật sự đã kết hôn 2 năm rồi sao? Đúng vậy, họ đã kết hôn được 2 năm 1 tháng rồi. Anh chồng ra ngoài trước đi. Tôi khám cho vợ anh một chút. Người chồng ngoan ngoãn đi ra ngoài. Hạ Thanh Thanh bảo cô gái nằm xuống. Cô đeo găng tay và kiểm tra. Quả nhiên vẫn còn. Bác sĩ Hạ, con gái tôi bị bệnh gì vậy? Còn chữa được không? Con gái bà không bị bệnh. Đừng lo, con gái bà vẫn còn là con gái. Bà tự xem đi. Mẹ vợ là người từng trải. Nhìn một cái là hiểu. Bà đỏ mặt tía tai. Con bé ngốc này. Tiểu Đồng không hiểu. Sao con cũng không hiểu. Chuyện này mà cũng làm sai được. Cứ thế 2 năm trời. Khiến mẹ và bố con lo lắng chết đi được. Hả, làm sai chuyện gì? Ôi trời, con bé ngốc này, không được rồi. Mẹ vợ vừa tức vừa buồn cười. Kéo con gái sang một bên nói nhỏ. Nói chuyện được vài phút. Cô con gái đỏ mặt. Nói nhỏ, con nào biết đâu. Lúc cưới mẹ cũng còn nói với con đâu. Chuyện này mà cần phải nói sao? Là người thì ai cũng biết. Con ngốc, Tiểu Đồng cũng ngốc. Hai đứa ngốc gặp nhau rồi. Nhất định đừng làm sai nữa đấy. Con biết rồi. Cảm ơn bác sĩ Hạ, trẻ tuổi vậy mà. Y thuật lại giỏi như vậy. Lúc đi, mẹ vợ hết lời khen ngợi Hạ Thanh Thanh. Hai vợ chồng trẻ ngượng ngùng. Thanh Thanh, hai vợ chồng họ bị bệnh gì vậy? Chữa được không? Không bị bệnh, đều khỏe mạnh cả. 3 năm nữa có thể bế 2 đứa cháu. Ông sao lại đến kinh thành vậy? Rõ ràng hôm qua con gọi điện cho bà nội. Con nói ông nội bệnh nặng sắp chết, đến mức phải chia tài sản rồi. Sao đột nhiên lại đến kinh thành? Hơn nữa trông hồng hào thế này. Đâu có giống sắp chết. Xem ra, đại phòng chúng ta đã bị ông nội và Hạ Minh Trần bắt tay nhau lừa rồi. Đến để xử lý công việc kinh doanh, cháu đi cùng ta đến chùa Ngọc Phật trước đã. Hạ Đức Sư nhìn Hạ Vân Chết một cách sâu sắc. Đối với người cháu trai trưởng này, ông vẫn còn tình cảm. Cũng chưa bao giờ có ý định thay đổi người thừa kế. Cho dù ông có thích Hạ Minh Trần đến đâu, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thay đổi Hạ Vân Chết. Nhưng bây giờ ông mới phát hiện ra, Hạ Vân Chết cũng giống bà nội nó. Không chỉ muốn toàn bộ tài sản của Hạ gia, mà còn muốn tất cả những người khác đều chết. Ông nội, sao đột nhiên ông lại muốn đến chùa Ngọc Phật? Cháu không phải đã biết rồi sao? Hạ Đức Sương, ánh mắt lão nhìn cậu ta thêm phần khinh bỉ. Tâm địa độc ác thì có thừa, nhưng năng lực thì không đủ. Người cháu trai trưởng này giống hệt người đàn bà độc ác Tống Uyển Nghi. Hạ thí chủ, lâu ngày không gặp. Khí sắc càng ngày càng tốt. Đại sư mới là người có khí sắc tốt. Đại sư Bất Hối giải què giúp tôi. Ông ta mời họ vào phòng. Hạ Vân Chiết thì ở bên ngoài chờ đợi. Hạ thí chủ hỏi chuyện gì vậy? Tôi tuổi đã cao, mà trong việc kinh doanh lại không có người giúp đỡ đắc lực. Việc lựa chọn người kế nghiệp vẫn còn do dự. Người thanh niên bên ngoài là ai? Là đứa cháu trai bất tài của tôi. Đại sư thấy nó thế nào? Hạ Đức Sương vẫn chưa từ bỏ ý định. Nếu đại sư nói Hạ Vân Chiết vẫn được, thì ông sẽ không thay đổi người kế nghiệp nữa. Quẻ này nói lên rằng phú quý hiểm nguy luôn song hành. Tưởng chừng như gặp trở ngại, nhưng thực ra lại là bước ngoặt tốt đẹp. Hạ thí chủ, thực ra ông đã có sẵn lựa chọn cho người kế nghiệp rồi. Sao còn phải hỏi tôi nữa? Đại sư, cháu trai trưởng của tôi thật sự không được sao? Hạ thí chủ, tôi không hiểu chuyện kinh doanh. Tôi chỉ biết xem quẻ. Quẻ này cho tôi biết. Câu trả lời mà ông muốn tìm kiếm đã nằm trong lòng ông rồi. Mây đen che khuất mặt trời. Chẳng mấy chốc sẽ mây tan trăng sáng. Là tôi nóng vội rồi, cảm ơn đại sư. Hạ Đức Sương cười khổ. Thực ra ông đã hiểu ý của đại sư rồi. Nhưng vẫn không cam lòng. Hy vọng đại sư có thể nói rõ hơn một chút. Sẽ không đâu, đại sư là người xuất gia cao quý. Sao có thể nhúng tay vào chuyện vặt vãnh của gia đình tôi chứ?
chuyện còn con này chứ. Hơn nữa, què đã nói rất rõ ràng rồi. Để Hạ Vân Chiết làm người kế nghiệp, Hạ gia chắc chắn sẽ lụi bại, chỉ có để Minh Trần tiếp quản Hạ gia mới có thể mây tan trăng sáng. Đáng lẽ ra tôi nên hiểu rõ điều này từ lâu rồi. Sau khi đã quyết định, tâm trạng Hạ Đức Xương thoải mái hơn rất nhiều. Cảm ơn đại sư đã giải đáp. Lát nữa tôi sẽ quyên góp 10 vạn tiền dầu hương cho chùa Ngọc Phật. Hạ thí chủ từ bi, bồ thí, nhất định sẽ được hưởng phúc báo. Hạ Đức Xương cười chua chát. Bây giờ tôi chỉ hy vọng Hạ gia đừng lụi bại trong tay tôi. Đã hơn 100 năm rồi, bảo vật gia truyền vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ bảo vật gia truyền cho rằng con cháu của tôi không ai có tư cách kế thừa sao? Nếu thật sự là như vậy, tôi chính là tội đồ của Hạ gia. Chết rồi cũng không dám xuống gặp tổ tiên. Đại sư, tôi muốn gặp đứa trẻ Minh Trần đó. Vô Sân, hãy dẫn Hạ thí chủ đi gặp sư đệ của con. Vâng, sư phụ. Vô Sân dẫn Hạ Đức Xương đến sân sau. Hạ Văn Chiết cũng muốn đi theo. Hắn ta muốn xem thử Hạ Minh Trần rốt cuộc tốt đẹp đến mức nào. Cháu ở đây uống trà đi. Không muốn uống thì đi dạo xung quanh. Phong cảnh chùa rất đẹp. Vâng ạ. Hạ Văn Chiết không dám cãi lời. Trơ mắt nhìn Hạ Đức Xương đi đến sân sau. Trong lòng vô cùng uất ức. Hạ thí chủ, ngồi xuống uống chén trà đi. Không uống đâu, tôi ra ngoài đi dạo. Chỉ là một lão hòa thượng thôi, tôi là cháu trai trưởng của Hạ gia đấy. Lão hòa thượng này nhìn là biết cùng phe với Hạ Minh Trần. Tôi nhìn thấy là bực mình. Không chửi vài câu là tôi đã giữ phép lịch sự lắm rồi. Để tôi bảo người dẫn cậu đi dạo. Chùa tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, không cần. Con đi theo hắn ta, đừng để cậu ta đến, sân sau. Vâng. Nửa cân trà của tiểu đồ đệ Vô Trần. Tôi đã nhận nó rồi. Cháu trai trưởng của Hạ thí chủ này, quả thật kém xa tiểu đồ đệ Vô Trần. Kiêu ngạo tự đại, ngu muội vô tri, tâm địa còn bất chính. Ba điều này cộng lại trên một người, chắc chắn sẽ làm ra đủ điều xấu xa, sẽ không có kết cục tốt đẹp.